Ông wake up, tiếng vỡ tan cơn mê màng đánh thức nơi thiên đàng anh mơ. Nhắn anh khi anh nhớ ngủ sớm, làm việc nhiều quá chẳng tốt đâu anh à. Nhắn nó nhớ mắt ấm, đừng để đâu ôm, ai sẽ lo cho anh. Nếu mai đây không về nữa thì người phải nhớ hạnh phúc. Phải dừng lại. Cảm ơn em đã đi cùng anh trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Và không còn gì nữa. Anh yêu em, anh yêu em. Đi theo anh nắng chiều tàn, phía cuối dòng người, sau nơi đây chỉ còn mình anh. Nếu có thể trở về thì anh sẽ chẳng vừa bàn tay của em. Chép mới bộ cạm bẫy của hồ ly có gì? 1. Nam hồ ly tự luyến. Gặp nhau con xuyên không hẹn tự nhiên, ý hợp thấm đau. Người ta ép mơ ép giàu, nào ai ép xin được đâu. Tình yêu đến không mong cầu, rồi mai có khi ý dài lâu. Hai, sống trong hòa bình. Ba, Ngân Nhiễm là đại gia ngầm. Khi hai anh hồ ly đi mua băng vệ sinh cho vợ. Phải học cách đến.
không chỉ còn như trước, sẽ không để lạc lối xuống mắt thương. Đừng qua khứ bỏ trở lại khó bên sẽ chẳng còn sự cơ sở. Rằng ngày cha mẹ đang nhìn chúng ta, cảm mến nhau lâu rồi yêu có thứ tha, giờ đứng đau cho nàng nên đang nhìn nhận rõ chúng ta. Những thứ dân chuyện chúng tôi không bao giờ sợ. Top 1 sợ ế. Vì sao? Vì mình có trai 2D rồi, cần gì người yêu nữa. Đây không sợ, cuộc đời này gặp gành trong vai. Tao còn không sợ, vậy thì mày tuổi gì làm tao phải sợ. Trong các kiểu ngôn tình sau đây, bạn thích kiểu ngôn tình nào hơn? 1. Ngôn tình học đường. Ngôn tình tổng tài. Anh mất ban chiều, thế mà lòng sao cũng hiểu em nhớ anh nhiều. Mong được ở bên người yêu để nói bao điều. 3. Ngôn tình cổ đại cộng xuyên không. Super idol is short, thơ mày đi tờ chân lời thắng đầy em vốn tôm đi ơi. Ai bao lâu tu đơn mình thì thấy chính ra đã đắng lỡ phê. No reservations at the pussy you gon' eat out. Từ lâu mà trong tim anh chỉ có đôi mắt này. Một nụ hồng, một nụ hồng cho mắt này. Em thơ ngày bữa đi trên con đường về. Ngày sau sẽ gặp nhau. Tình yêu đến như phép màu, chẳng ai mỗi xa được đâu. Gặp nhau cũng xuyên không hẹn, tự nhiên ý hợp tâm đầu. Người ta ép mơ ép giàu, nào ai ép xuyên được đâu. Có nụ hồng không phải vì lonely after midnight. Đó không phải là yêu hay không, tại sao lại tim anh nghe dại. Đó không phải tình yêu, tại sao chỉ biết để say lại. Nàng có hay biết rằng ngày cha mẹ đang nhìn chúng ta, cảm mến nhau lâu rồi yêu có thứ tha. Thank you.
got your recipe. I'm just trying to get a piece, baby. I know that you wanna get crazy, crazy. Shawty, take it slow, then chitty chit. Sau sẽ gặp nhau, tình yêu đến như phép màu, chẳng ai bói ra được đâu. Gặp nhau có duyên không hẹn, tự nhiên ý hợp tâm đầu. We can laugh, we can get high, because we're gone, I feel alive. Lẽ em là thứ tuyệt vời mà anh luôn muốn được ôm vào lòng. Nếu tình đắng như ly cà phê thì anh sẽ uống không chừa giọt nào. Bởi vì thêm vì sâu đã ý từ môi của em nên thấy ngọt ngào. Nếu từng đắng như đi cà phê